Vì quá tò mò, không biết đồ ăn dành cho chó ở bên Hàn Quốc thì sẽ như thế nào, nên hôm nay mình quyết định thu dọn hành lý để bay 1.600 cây từ Sài Gòn ra Hà Nội. Rồi á, một bầu trời mở mang tầm mắt luôn. Ta nói mỗi lần dọn đồ chuẩn bị đi đâu á, là lúc nào Bánh Ba nó cũng sẽ đòi chui vô vali để đi chung với tôi. Mỗi lần như vậy mà nhìn vô cặp mắt của ảnh, nó cứ long lanh kiểu cho tôi đi chung đi ông già. Vì chuyến công tác này mình đi gần cả tuần lần, nên nó phải chuẩn bị trước một tủ lạnh đồ ăn cho nó. Rồi cái khúc mà 3 giờ sáng chuẩn bị ra sân bay, tuy là lén lút lắm rồi mà bà Bánh Ba cũng thức dậy. Kiểu níu chân ông già không cho ổng đi. Mà chuyến này ngoài là đi gặp gỡ đoàn đại biểu Hàn Quốc để biết thêm mấy cái loại thực phẩm dành cho pet ở bển, thì tôi cũng được mời tham dự thêm một lớp huấn luyện dành cho chó của một tiến sĩ rất là nổi tiếng trên thế giới luôn. Kiểu học thêm mấy cái đánh mùi dành cho chó nghiệp vụ, rồi về áp dụng cho con trứng muối. Xong cho con muối đi làm chó nghiệp vụ đánh mùi ở sân bay. Đợt này là tôi đi chung với cô giáo và thầy giáo trứng muối. Cái khúc tới Hà Nội ta nói trời nắng xỉu. Cũng may là cái điểm tổ chức ở trong Intercon á. Bởi vậy nhóm tụi tôi mới lên đồ diện vest vậy nè. Mang đồ đẹp chút để lét khè mấy cha Hàn Quốc. Kêu mình có 1,2 triệu follow. Xong rồi ở Việt Nam nuôi toàn chó dữ không à. Rồi mấy thằng chả sẽ kiểu trời thằng này dữ ta. Rồi clip hồi bữa bà nào kiếm thầy giáo trứng muối á. Thì đây nè, cao 1m8 chưa có gựa. Lẹ tay nha. Còn đây là không gian của buổi gặp mặt hôm nay. Quầy đầu tiên mà tụi tôi ghé vô là kiểu một quầy snack. Mà ngồi nói chuyện với mấy bạn bên hàng mới thấy thực phẩm bên này nó tiến bộ tới cỡ nào. Từ bao bì cho tới sản phẩm. Ví dụ mọi người thấy snack này y chang snack cho người luôn. Ở trong còn có nhân nữa. Tôi là hửi thử xong rồi test liền mấy cục, coi nếu Bánh Bao nó ăn thì có ngon miệng hay không. Hay mấy cái snack này tụi nó ăn hình tim thì sẽ bổ cho tim, ăn xương thì bổ cho xương. Rồi qua quầy tiếp theo là mấy cái đồ ăn chay cho chó. Nghe thì kiểu chó mà cũng bị đặt ăn chay. Vì có nhiều người chủ nuôi người ta ăn chay thì chó cũng sẽ ăn chay luôn. Hay ở Việt Nam á, tình trạng tụi nó béo phì rất là nhiều. Do người Việt mình thấy tụi nhỏ càng mập thì càng dễ thương. Hay đứa nào mà dị ứng với thịt động vật thì sẽ cần mấy cái đồ chay này nè. Ngoài ra ở đây còn có que test ung thư dành cho chó mèo nữa. Trời ơi, ở đây đúng là không bổ ngang cũng bổ dọc. Bổ vô đúng cái quầy đồ organic này. Chó mèo mà cũng có đồ organic nữa. Như cái cục xà bông tắm này, hoàn toàn lấy từ tự nhiên là cây xương rồng ở đảo Jeju. Rồi chó mèo cũng có chai xịt khoáng nữa nha. Hay là kem đánh răng các kiểu. Chuyến này đi á, tôi còn kết được rất là nhiều bạn bè trong cộng đồng hốt xích ở Việt Nam. Đó, gặp mặt xong á thì nguyên đám tụi tôi kéo nhau lên lầu 62 để ăn buffet. Hôm nay á tiếp thu quá nhiều kiến thức rồi, nên làm liền tô phở để lấy lại sức. Ngồi trên này nhìn xuống ngắm view thủ đô Hà Nội. Hẹn Hà Nội ở mấy tập sau.